vui các bạn. Ăn này ăn nó ngon. Đang tắc chim mồm rồi thôi. Quá là nể luôn. Lúc sống thì không đen nhưng mà lúc chết thì đen xì. Mùa các bác thôi. Đấy. Rửa đi bé là trông nó khí thế ngay. Trời, em đang bảo này chơi cái kiểu chi mà quá tay. Nướng đen xì luôn các bác. Nhìn qua thấy không? Thế nó mới lên màu rồi đấy. Thật không hả? Thôi khỏi. Thì chặt nó rồi. Tiêu ngạo Phú Quốc. Mùa này rất thơm các bạn. Bắt đầu phải đem lấy một thìa cà phê. Và đương nhiên là không thể thiếu được cái món chao của mình rồi các bạn. Hôm qua vừa mới đi Bixi, em đã kiếm ngay được một cái lọ chao cho mình rồi. Để thử xem cái món của mình hôm nay thế nào nhé. Em cũng chưa nấu món này bao giờ các bạn. A à, chà. Sao nhỉ? Úi chùi, không mở được. Em xem nào. Được rồi các bác ạ. Để lôi ra ngoài kia hết sức bình sinh thì mới lấy ra được. Đây, em à. Nói chung là em dân Bắc nên là hôm nay cũng mới tham khảo cách nấu món chao này. Đây. Rồi. Em bỏ bên đây gấp trước các bác nhé. Hôm nay là công thức này là em làm lần đầu. Nên có gì mà sai sót thì mong các bác chỉ giáo. Không như những cái món hôm trước mà nhà hàng xóm nấu là đã làm rất nhiều lần mà thành công rực rỡ rồi. Đấy, em trộn đều nhé. Nhưng mà cái món này của nhà hàng xóm này nó vẫn có sự đặc biệt hơn rất nhiều bác, kể cả các bác miền Tây. Đấy là em đã nuôi con vịt. Rất hấp dẫn các bạn ạ. Mọi người cứ bảo
trao mùi thế này thế nọ, nhưng mà lần đầu tiên em bóc ra cũng không thấy vấn đề gì cả các bác. Hấp dẫn đấy chứ. Giờ em sẽ để cái phần thịt này ướp trong vòng đấy 1 tiếng các bác nhá. Sau đấy em sẽ bắt đầu đi chế biến món ăn của mình. Hôm nay ở ngoài em chỉ có khoai sọ thôi, cho nên em sẽ chiên cái khoai này lên các bác nhá. Sâu ra là khoai cũng thiệt rồi. Khoai thế này là được rồi các bác nhá. Em sẽ cho ra và bắt đầu đi xào món thịt của mình. Em phải cho dầu ăn vào nhé. Lần đầu làm thử nghiệm nó có vẻ cũng rất là thành thạo các bạn. Nói chung là khó nhất là kiếm món chao thôi. Đây, em sẽ cho vào nhé. Xả này, ớt này, gừng các bác nhé. Đấy, con xả cá vào để xào thơm lên. Thơm gừng luôn các bác này. Bây giờ em sẽ cho cái vịt của mình lúc nãy đã ướp vào nhé. Có lẽ là em nướng thịt lên cho nên là em thu cái thịt lên ạ, nên là nó cũng thơm hơn. Thử. Bắt đầu săn lại như thế, em cho nước dừa vào nhé. Đây các bác này, con xem. Tiếp luôn. Đấy, em thử cả quả dừa xanh này. Hơi tối. Tầm 15-20 phút cho vịt nó mềm. Sau khi vịt đã mềm rồi thì em sẽ cho cái phần khoai của mình đã rán trước đấy vào các bác nhé. Bác lại ninh thêm một lúc nữa cho khoai nó mềm rồi. Trước khi hoàn thành món ăn của mình thì các bác hãy cho em thêm đấy một ít chao vào đây nữa các bác nhé. Khoảng đây em dằm đây 4 miếng chao đấy. Rồi, còn lại đây em sẽ làm cái nước chấm chao, cái nước chấm vịt này. Cái chao của mình cho thêm sau vào để mình hỗ trộn đều đi các bác. Chao bỏ sau để cho nó thơm hơn. Bác cho em vào một ít mùi tàu nữa là xong nhá. Mùi tàu, hành lá. Chúng ta tắt bếp để hoàn thành món ăn của mình thôi. Bây giờ em sẽ pha cái nước chấm vịt của mình các bác nhé. Đây các bác xem này, em đã băm sẵn với là ớt này, tỏi này và một thìa đường nhé. Sau đấy các bác xem thêm khoảng 2 cái miếng chao mà mắc nghiền rồi đấy. Đây, có chao đỏ thì nó em nghe là nó sẽ ngon hơn, nhưng mà ngoài này em không mua được chao đỏ nên là chấp nhận dùng cái chao trắng này của mình thôi các bạn. Đây là cái loại chao mà hôm nay nhà em nấu các bác nhá. Đây, hôm nay nó tối nhỉ. Đây, hôm nay nhà em nấu được các bác nhá. Đây, cái lọ này có mấy chục nghìn thôi, rất là rẻ các bạn. Đây, các bác phát cho em đến một nửa quả chanh nhé. Cái nước nấu vịt của mình đấy. Rồi, khá là hấp dẫn các bạn ạ. Trong cái chao này thì em cũng đã có thêm một chút mì chính nữa rồi các bác nhé. Lúc nãy nói em quên, em không khai báo đầy đủ cho các bác. Có
có thêm một chút mì xính lúc mà em làm chao này. Rồi ok các bác, vậy là em đã xong món nước chấm của mình nhé. Món này hôm nay nhà em sẽ ăn kiểu lẩu quá nhé. Em đang bảo đây có cả mùi giá cành này nữa đấy. Chúng ta sẽ nhúng dòng muối để ăn kèm này và ăn với bún tươi các bác nhé. Xin mời các bác thưởng thức cùng với nhà hàng xóm. Rồi, triển khai đi. Mới nấu lần đầu nhưng mà như thế này là khá là thành công rồi các bác. Các bác nào ở miền Bắc mà có muốn mua cái món chao này thì các bác thử mua và nấu thử cho những người thân yêu trong gia đình mình nhé. Chúc các bác thiện thành công. Bye bye.